Rồi xin chào các bạn đã đến với kênh Nhâm Trần FV. Hôm nay mình chia sẻ món canh sườn rau củ. Đây là món ăn rất là dễ nấu, không quá nhiều công đoạn nhưng đầy đủ dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình. Với nước canh ngọt thanh từ thịt sườn và rau củ rất là thơm ngon. Mình có thể ăn không này hoặc là ăn với cơm đều rất là hấp dẫn luôn. Rồi thì bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết cách làm nha. Đây là những nguyên liệu chính của mình chuẩn bị gồm có như sau nè. Thịt sườn heo mình chuẩn bị là nửa ký. Mua về rồi mình đã chặt đoạn, sau đó rồi rửa nước muối loãng, rồi xả rửa sạch sẽ để ráo rồi đó các bạn. Nấm đùi gà mình có khoảng chừng là 150g, cũng đã rửa với nước muối loãng rồi để ráo rồi đó. Vài gốc hành lá nè, vài gốc ngò, một trái bắp tươi, một củ cà rốt lớn và đậu que khoảng chừng 150g. Tất cả mình cũng đã sơ chế rửa sạch sẽ để ráo rồi đó các bạn. Có 5 củ hành tím nè, có vài thép tỏi nè và vài cái ớt. Rồi, nguyên liệu chính của mình đã xong, bây giờ xin mời các bạn hãy xem chi tiết nữa nha. Rồi đầu tiên mình lấy 2 củ hành tím ra cắt đôi, rồi ép dập dập nè. Cho qua cái nồi nước khoảng chừng lít rưỡi. Rồi nêm vô nửa muỗng cà phê muối. Mình sẽ trụng sườn nha các bạn, cho hết nửa ký vô luôn nè. Đó, bây giờ nước sôi như vậy khoảng chừng 3 phút rồi. Mình sẽ lấy hết ra, cho qua cái thau nước lạnh nè. Rồi bây giờ mình đem đi xả rửa lại một nước hai nước cho nó sạch những cái mảng bám bên ngoài, để mà nấu cái nước canh nó cho nó được trong và hấp dẫn hơn. Rồi còn lại 3 củ hành tím nè, cũng chẻ đôi và ép dầm dập hết luôn, cho qua cái nồi nước mình chuẩn bị trước là 2 lít để mình nấu canh nè. Nêm vô đây một muỗng cà phê muối, cho hết nửa ký sườn mình đã rửa sạch sẽ rồi đó các bạn. Bây giờ cắt cái bắp này, mình sẽ cắt khoanh với cái độ dày khoảng chừng 2 cm. Cho hết một chậu bắp tươi vô luôn. Cà rốt mình sẽ cắt dày theo hình tam giác như vậy cũng được, hoặc là mình cắt theo ý sao cũng được luôn nha các bạn, để nấu cho được ngon ngọt nước. Cho hết vô luôn một củ lớn nè. Đậu que thì mình cắt đoạn với cái độ dài khoảng chừng 3 cm nè. Để riêng, lát nữa mình cho vô sau. Nấm đùi gà mình sẽ đem đi cắt lát như vậy, với cái độ dài khoảng chừng 2 mm nha các bạn. Thì mình có thể cắt theo ý của mình sao cũng được. Nấm thì mình cũng có thể chọn những loại nấm mình thích để nấu cũng được luôn nha các bạn. Ngò đập dập cái đoạn gốc nè, cắt cho qua cái nồi nước để mà nấu canh cho thơm. Còn cái đoạn lá mình cắt đoạn để lát nữa mình nêm vô sau. Hành lá đập dập cái đoạn gốc nè, rồi cắt ra nè, cho qua cái nồi nước để mình nấu cho thơm. Còn lá mình đem đi cắt đoạn dài để lát nữa mình nêm sau, để riêng nè. Rồi quay lại cái nồi canh mình đã nấu như vậy, nó hơi lăn tăn á, nó có bọt, mình sẽ hớt sạch bọt luôn để cho nước nó được trong, và có thể mình hớt bớt cái mỡ nó nổi bên trên luôn nha các bạn. Hớt bọt xong rồi ký mình để đây, canh lửa nhỏ nấu với thời gian là nửa tiếng để cho thịt sườn bắp chín và ra cái nước ngọt ngon, rồi mình hãy nêm nếm vô sau nha. Trong thời gian chờ mình sẽ đem ớt ra đi cắt lát như vậy nè. Ớt thì mình ăn cay bao nhiêu thì mình chọn bấy nhiêu nha các bạn. Tỏi đem đập dập khoảng chừng 5 tép. Rồi cắt nhỏ nè. Rồi mình lấy cái chanh ra cắt lát như vậy, để lát nữa mình vắt vô làm nước mắm. Cho vô đây là 4 muỗng canh nước mắm nè. Mình có nước mắm loại nào mình dùng loại đó cũng được luôn nha các bạn. Một muỗng canh đường và vắt một lát chanh khoảng chừng một cái muỗng canh như vậy cho vô cho thơm nè. Rồi mình sẽ đánh tan đường ra. Thì nước mắm mình pha với cái lượng như vậy là vừa đủ để mình dùng. Nếu các bạn ăn nhiều thì có thể mình thêm thêm.
Đường đã gần tan hết rồi, cho ớt tỏi vô luôn nè. Tiếp tục khi mình sẽ đánh đều. Thì cái nước mắm này để lát nữa mình ăn kèm cũng đơn giản. Rồi khi mình ở đây, lát nữa mình nấu xong rồi dọn ra. Quay lại cái nồi canh mình đã nấu như vậy được 30 phút rồi đó các bạn. Bây giờ cái thịt sườn nè, bắp nè, cà rốt nè cũng đã chín mềm rồi. Mình sẽ vớt những cái cặn như vậy nè, bỏ đi. Thêm hành lá tím nè, góc hành, góc ngò mình sẽ vớt sạch luôn. Đó, sau khi vớt sạch rồi á, mình sẽ cho cái nấm vô để mình nấu thêm vài phút nữa. Rồi tiếp tục canh chỉnh gia vị, cái nữa là xong nha các bạn. Đó, nấm thì mình cho vô sau như vậy để khi nó vừa chín tới á, cho có cái độ giòn sực sực cho ngon. Rồi, để sôi như vậy khoảng được 4 phút, nấm cũng đã chín rồi đó các bạn. Mình sẽ nêm nếm vô như sau nha. Thêm nửa muỗng cà phê muối nữa nè. Đường, một muỗng canh đầy. Bột ngọt, nửa muỗng cà phê. Các bạn có thể bỏ qua cũng được nha. Thêm nước mắm thì mình cho vô là 2 muỗng canh cho có cái hương thơm và đậm đà. Rồi, cái nồi canh mình nêm đơn giản như vậy các bạn. Nó hơi lạc lạc một chút xíu vì canh mình không có nêm đậm mấy. Như vậy được rồi. Cho đậu que vô nữa nè. Hành lá, ngò rí các đoạn cho vô cho thơm. Đó, mình cho đậu que vô sau như vậy. Để sôi khoảng 1 phút là nó vừa chín tới là được. Không cần phải nấu lâu quá vì nó mềm nó không ngon nha các bạn. Bây giờ mình sẽ múc ra. Xong rồi đó. Đó, món này nấu nhanh, gọn lẹ. Mình múc ra ăn nóng nóng như vậy cho nó được ngon hơn nha. Thêm chút xíu tiêu lên nữa cho tăng cái hương vị nè. Rồi, như vậy là món canh sườn rau củ của mình đã xong. Bây giờ mình xin mời các bạn dùng nha. Cái mùi bắp nè, thịt sườn, nấm tỏa ra thơm lắm luôn các bạn. Rồi, xin mời các bạn nha. Rất là mềm, ngon. Để mình gấp cái miếng sườn ra ăn với cơm như vậy này. Chèn nước mắm, chanh, tỏi, ớt lên. Đó. Đây, xin mời các bạn nha. Thịt mềm, thơm, ngon lắm luôn. Đó, với cách nấu đơn giản, mình có được một cái món canh sườn non rau củ như vậy. Thanh mát, ăn ngon lắm các bạn. Nước canh có vị ngọt thanh nè, thơm mùi bắp, thịt sườn vừa chín tới mềm ngon, thêm đậu que giòn, kết hợp với nấm sần sật nữa và đặc biệt có chén nước mắm nữa, rất là ngon luôn. Thì video clip của mình cũng đã kết thúc ở đây. Nếu các bạn coi thấy hay, vui thì nhấn like rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn nha.